Xin chào tất cả anh em, thì mình đã quay trở lại đây. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục làm clip để đến với mọi người. Không chỉ các anh em ngóng trông mình đâu, gọi điện, nhắn tin này, mà cả anh Google còn gửi cho mình một cái email. Có nghĩa là cả tháng nay mình không ra clip nào. Và anh ấy còn đe dọa là nếu mà mình không làm clip thì cái kênh của mình nhiều khi nó cũng không được đề xuất nữa các anh em ạ. Nên mình cũng khổ lắm. Thì vài hôm trước mình ra một video, thì hôm nay mình tiếp tục gửi đến cho anh em một video khác nữa. Thì nội dung thì hôm nay thì mình cũng lại làm một cái cũng khá là đặc biệt. Nhiều người thì cũng có lẽ là theo dõi rồi. Đây là ở trại bồ câu của mình đây anh em ạ. Thì hôm nay mình chiều lòng một số anh em gọi điện cho mình. Đó là con để con bồ câu làm sao để cho nó sạch chứ, nhìn nó đẹp. Thì mình cũng với kinh nghiệm của mình nuôi thôi, thì mình cũng chia sẻ cho anh em luôn. Anh em thấy gì không? Đây là cái một cái kiểu như là một khi mình xây một cái chuồng nhỏ nhỏ thì như là chuồng quần thể đấy, để cho chim bồ câu nó tắm anh em ạ. Đấy, khi mà chim bồ câu mình để nó vào trong cái quần thể này này, thì mình để cái một cái chậu nước ở bên trong đấy, thì nó tắm xong thì nó cũng rất là sạch. Anh em có thể nhìn tận mắt kìa, chim của mình nhìn rất là đã luôn. Mình cũng xem một số clip cũng như là đến một số nơi thì mình thấy chim đa số mọi người nuôi nhiều khi nó rất là bẩn anh em ạ. Nhiều khi trên cánh này, trên lông này, đầu đấy có thứ là cứt không à, nhìn rất là ghê. Mình cũng phải nghĩ ví dụ là con chim bồ câu nó cũng giống như loài động vật khác thôi. Nhiều khi nó ở bẩn quá anh em ạ, nhiều khi nó cũng sinh trưởng và phát triển không có tốt đâu. Nhiều khi nó còn bị bệnh nữa. Thì mình cũng clip này thì mình cũng làm rồi, nhưng mà hôm nay mình chiều lòng một số anh em thì mình cũng làm lại cho anh em thôi. Nói chung là làm video cũng cực khổ lắm anh em ạ. Nhiều khi mình chắc mình phải xuất khẩu vài câu hát này. Là hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Đấy, cái khả năng âm nhạc của mình thì chắc là có nghĩa là đi vào huyền thoại rồi. Nên là rất ít khi mình cất tiếng hát anh em ạ. Và khi nào mà chắc có lẽ anh em nghe mình hát thì nhiều khi anh em chắc bấm tạm dừng luôn rồi out kênh luôn. Đấy, mình nói đùa thôi. Nói chung là mình làm YouTube cũng vài năm nay rồi, thì mình cũng cố gắng làm sao để cho anh em, thứ nhất là mình cũng có một cái sân chơi này, anh em có chỗ mà thư giãn, với lại là học hỏi thêm những cái kinh nghiệm để nuôi chim bồ câu. Thì mình cũng rất là vui mà khi cái kênh của mình nhận được cái sự hưởng ứng nhiệt tình của anh em. Mình cũng rất là hy vọng anh em sẽ đồng hành cùng với mình trong những cái video sắp tới. Tại vì sắp tới mình cũng có một số cái ấp ủ anh em ạ. Mình có một số ấp ủ làm những cái nội dung khác. Mình cũng nói với anh em rất là nhiều rồi, nhưng mà mình kiểu như là mình đang trong một quá trình chạy roda đối với những cái nội dung đó. Thì sắp tới thì mình sẽ bung hàng cho anh em luôn. Nghĩa là kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì mình sẽ đa dạng hóa cái nội dung anh em nhé. Trên đó anh em có thể xem những cái video về chim bồ câu này, hay là xem về những cái câu chuyện cuộc sống xung quanh chúng ta có những cái gì, hoặc là câu chuyện kinh doanh của một số người nông dân. Thì mình cũng rất là thích cái thể loại video này. Thì mình cũng làm cái kênh YouTube để thứ nhất là phục vụ cho sở thích của mình, cũng như là phục vụ cho anh em. Thì anh em có thể thấy là đối với chim bồ câu thì mình làm rất nhiều clip rồi, nhưng mà anh em cũng hưởng ứng rất là nhiều. Đây các anh em có thể thấy là chim mà sau khi nó tắm xong á thì nó sẽ đi phơi nắng anh em nhé. Thế khoảng thời gian mà mình cho nó tắm á, nếu mà khoảng buổi sáng thì tầm khoảng 9-10 giờ anh em nhé. Còn buổi chiều thì tầm khoảng 2-3 giờ chiều á. Chứ anh em đừng cho nó tắm sớm quá hoặc là muộn quá thì nó không được phơi nắng. Mà khi nó không được phơi nắng thì nó lông của nó ướt anh em ạ, thì nó cũng rất dễ là bị bệnh. Nên anh em cũng chú ý khoảng thời gian, buổi sáng sớm quá thì nó lạnh, nhiều khi cũng không nên tắm sớm thì nó bị kiểu như là nó bị thương hàn anh em ạ, những khò khè rất là nó mệt. Nên anh em cũng lựa khoảng thời gian tắm hợp lý cho chim bồ câu của mình. Chim bồ câu của mình là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em nhé, nhìn rất là đã, nhìn rất là khoái luôn. Đây trại bồ câu của mình trên này là ở trên Đắk Lắk anh em ạ. Các anh em có thể thấy là khí hậu ở trên này cây cối nhiều á, nên chim nhìn nó rất đã luôn. Đấy, nó không bị ảnh hưởng bởi những, thứ nhất là tiếng ồn này, tiếng ồn của xe cộ này, hoặc là tiếng ồn của những cái nhà máy ở khu công nghiệp á. Tại vì anh em cũng biết là cái âm thanh mà khi mà nó phát ra nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình chăn nuôi của mình anh em nhé. Nên anh em cũng
có thể thấy là nhiều chỗ người ta nuôi, người ta cho nghe nhạc ấy, cho heo nghe nhạc này, cho gà nghe nhạc này, cho chim nghe nhạc này, kiểu như là để nó áp lại những cái tiếng ồn của âm thanh đấy. Tại vì nhiều khi mình không để ý đâu, nhưng mà những cái tiếng ồn nó ảnh hưởng rất là nhiều anh em ạ. Nên mà mình nuôi ở những cái khu vực mà nó yên tĩnh, nó rất là chất lượng luôn. Đấy, bồ câu ở trại cho mình trên Đắk Lắk này anh em có thể thấy này, nhìn rất là đẹp. Đấy, nhìn những con giống bồ câu Thái nhìn rất là thích luôn. Mình không biết là ở trại anh em thì có cho tắm thường xuyên như này không, nhưng mà ở trại của mình nhiều khi mình cũng hàng tháng mình cứ cho nó tắm thường xuyên anh em ạ. Đấy, lông rất là mượt. Và khi anh em để ý này, ví dụ là người ta hay bảo là hôi như cú đấy. Tại vì cú nó có tắm bao giờ đâu, thì nó rất là hôi. Với lại cái tuyến nó tiết ra thì nó gây ra những cái mùi hôi. Với chim bồ câu cũng vậy thôi anh em ạ. Anh em cũng phải cho nó tắm rửa chứ. Nó sống mà, nó là một vật thể sống mà anh em ạ. Chứ đâu phải là ví dụ là một cái hòn đá hay cái gì đâu. Nhiều khi mình mà không cho nó tắm á, thì nó rất là ảnh hưởng luôn. Đấy, những cặp bồ câu nuôi con nhìn rất là đẹp anh em ạ. Mình thì cũng đi giao lưu ở những cái vùng miền rất là nhiều. Đối với công việc riêng của mình thì mình cũng không tiện nói đây. Nhưng mà mình thường mình đi rất là nhiều. Mình cũng tiếp xúc với rất nhiều những người nông dân này, hoặc là những cái người làm kinh tế giỏi này. Mình gặp nhiều lắm anh em. Nhiều khi mình thấy cái công việc của mình nhiều khi nó cũng gọi là nó không là gì so với người khác cả. Nhưng mà đối với mình, ví dụ là mình thích á, mình thích thì mình đầu tư cho nó thì mình cảm thấy hạnh phúc được thôi. Chứ nhiều những cái người nông dân khác, ví dụ là họ nuôi gà anh em, họ nuôi khoảng mấy chục ngàn con ấy, là heo rừng chẳng hạn, mình thấy quy mô rất là nhiều. Nhưng đối với mình thì có lẽ là mình, cái duyên của mình đối với con chim bồ câu này thì nó có duyên với nó thì mình thích thôi. Thì ai mà đến trại của mình nuôi ấy, thì ví dụ là mình cũng rất là hy vọng nhiều khi anh em mua con giống của mình thì anh em cũng nuôi nó khoảng nó phải thật là tâm huyết. Tại vì nhiều khi những con giống này mà anh em mua về mà anh em nuôi không tốt đó, hoặc là anh em bỏ bê nó không cho ăn, nhiều khi rất là tội anh em ạ. Nên là mình cũng rất là hy vọng đối với những con giống của mình mà khi mà đưa vào tay của bà con nông dân ấy, thì cũng được chăm sóc rất là tốt, cũng giống như ở trại của mình thì nó rất là tốt thôi anh em ạ. Đấy, những cặp chim ở trại của mình em thấy là nó nhìn nó rất là khỏe, nó to, lông thì lại mượt nữa. Mình thật ra thì mình làm video thì cũng tốn nhiều thời gian. Thứ nhất là mình cũng phải quay làm sao cho nó thật đẹp này, để anh em xem đỡ rung lắc. Thì vì nhiều những cái kênh YouTube khác họ làm kiểu cho có anh em ạ. Chất lượng thì không có, rồi nhiều khi lên đây nói xàm, rồi quay rung lắc, thì nhiều khi để những người khác họ xem thì họ cảm thấy rất là khó chịu. Mình thì mình luôn mong muốn là cái video của mình làm sao nó chất lượng nhất, để anh em xem vào đó anh em còn biết được, thứ nhất là chất lượng của các loại chim giống như thế nào. Đó, anh em nhìn vào anh em mới thích chứ. Nhiều những cái chỗ khác nhìn chim bẩn, chuồng thì không lau dọn được, nhưng mình nhìn mình còn cảm thấy sợ anh em ạ. Ở trại của mình thì mình cho ấp bằng máy anh em ạ. Đây là trứng bồ câu anh em nhé. Mình cho ấp bằng máy, còn những cái con nào mà nó ấp mà đạt thì mình cho nó ấp luôn. Còn đa số những cặp khác là mình cho nó ấp. Tại vì cái cách làm ở trại mình như vậy thì nó tận dụng được cái khoảng thời gian cho chim đẻ anh em ạ. Mình cũng nghĩ là những anh em khác nuôi theo mô hình công nghiệp này thì anh em cũng mua máy ấp thôi. Tại vì tùy vào cái anh em nuôi bao nhiêu thì mình sẽ lựa máy ấp khác nhau. Đây là một cái con chim vừa nở anh em ạ. Lát nữa mình sẽ mang ra ngoài luôn. Những nội dung trước thì mình cũng chỉ cho anh em là cách ghép cho chim bồ câu nuôi như thế nào rồi. Đấy, ở trại mình thì cái công việc của mình thường ngày thì cũng như vậy anh em ạ. Mình chăm sóc cho những chú chim bồ câu của mình làm sao cho nó thật tốt, để đạt chất lượng nhất, để gửi đến cho bà con nông dân. Thực ra kênh của mình thì anh em hay bình luận ở trên đó, thực ra hay nói mình quảng cáo, nhưng mà thật ra mình không rảnh mà đi quảng cáo đâu anh em ạ. Mình nếu mà mình quảng cáo thì mình có những cái kênh khác cơ, chứ mình không làm YouTube để làm gì cả.
mình làm YouTube là để tạo một cái sân chơi cho mình cũng như kết nối với anh em thôi. Và anh em xem những cái nội dung ở trên kênh của mình thì có gì ủng hộ cho mình nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh cũng như là like video của mình. Và clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây. Rồi tạm biệt tất cả mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.